bạn đang nghe truyện hệ thống cửa hàng ở dị giới trên kênh TV Audio CV. Chương 1262, Ý chí thiên kiếp khủng bố 2. Ánh sáng càng lúc càng mạnh, chiếu sáng cả bầu trời, màn đêm vốn tối đen như mực, giờ lại sáng như ban ngày, nhưng ngay sau đó, phong vân biến sắc, trên không trung, từng đám mây đen từ khắp nơi tụ lại, không ngừng xoay tròn, không ngừng co rút, hàng vạn tia sét xuất hiện trong đám mây đen đang không ngừng co lại, tiếng sấm ầm ầm vang lên không dứt, mẹ kiếp, hệ thống ngươi bày trận thế lớn như vậy để làm gì, Dương Phong trợn tròn mắt, hệ thống này bày ra trận trượng lớn như vậy là có ý gì, lúc này. Ánh sáng phát ra từ pho tượng Dương Phong đã biến mất, nhưng mây đen trên không trung vẫn tiếp tục kéo đến từ bốn phương tám hướng, không có dấu hiệu dừng lại, một luồng khí áp bức từ trên không trung ập xuống, khiến người ta không rét mà run, ầm ầm, từng tia sét lóe lên từ trong đám mây đen, mỗi tia sét đều có thể chiếu sáng một vùng trời, hoành tiếng sấm ầm ầm chấn động màng nhĩ như thể trời đất sụp đổ lúc này những người đang ngủ say bị tiếng sấm đánh thức liền liền ra khỏi phòng xem xét tình hình khi bọn họ nhìn thấy dị tượng xảy ra trên không trung không khỏi há hốc mồm mặt mày tái mét trung lẩy bẫy, chuyện gì vậy tận thế rồi sao trời sắp sập rồi sao tất cả mọi người và ma thú dưới đám mây sấm sét này đều kinh hãi vô cùng một số người và ma thú yếu ớt đều bị dọa đến mức quỳ rạp xuống đất rung rẩy không ngừng, sau khi tình. Trạng này kéo dài một khắc, đám mây đen bắt đầu xoay tròn với tốc độ chóng mặt, một đám mây sấm sét hình tròn, đen như mực xuất hiện, lúc này đám mây sấm sét cũng ngừng xoay tròn, tia sét trong đám mây cũng biến mất, mà dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, đám mây sấm sét đen như mực kia đột nhiên tỏa ra uy áp khiến người ta sợ hãi vô cùng, dưới uy áp này, tất cả mọi người đều không thể nhúc nhích, tất cả đều cảm thấy linh hồn mình đang rung rẩy, run sợ đám mây sấm sét khổng lồ lấy bầu trời phía trên cửa tiệm làm trung tâm bao phủ phạm vi mười dặm xung quanh xẹt 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 tia sét ba màu trắng đỏ vàng lúc ẩn lúc hiện trong đám mây đen đây 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 là thiên lôi thiên lôi ba màu tam sắc thiên lôi sao có thể xuất hiện tam sắc thiên lôi uy lực của tam sắc thiên lôi này tuyệt đối là hủy thiên diệt địa tất cả mọi người và ma thú ngẩn đầu nhìn lên không trung đều lộ ra vẻ mặt cực kỳ kinh hãi Loại tam sắc thiên lôi này, bọn họ chỉ được nghe kể trong miệng người kể chuyện và trong một số câu chuyện cổ tích mà thôi. Mà giờ tam sắc thiên lôi lại thật sự xuất hiện trước mắt, khiến mọi người cảm thấy khó tin, thiên lôi lóe lên từ trong đám mây sấm sét, mỗi tia sét đều có thể dễ dàng hủy diệt một tòa thành trì, nếu thiên lôi này giáng xuống, vậy thì trong phạm vi 10 dặm quanh hồ Thiên Ba sẽ biến thành một vùng đất hoang tàn, đừng sợ, thứ này chắc chắn là do Dương trưởng quỷ làm ra vừa rồi có một luồng sáng từ trong tiệm bay lên không trung, sau đó đám mây sấm sét này mới xuất hiện, lúc này Ngụy Bá Thiên lên tiếng, hắn tận mắt nhìn thấy một cột sáng khổng lồ từ. Trong tiệm bay lên trời, không lâu sau đó thì xảy ra cảnh tượng này, mọi người nghe Ngụy Bá Thiên nói vậy, cũng thở vào nhẹ nhõm, nếu thật sự như Ngụy Bá Thiên nói, vậy thì thiên lôi này chắc chắn là do dương trưởng quỷ tạo ra, dương trưởng quỷ ở kia, chúng ta qua đó hỏi thử xem, mọi người khó khăn quay đầu nhìn về phía cửa tiệm liền thấy dương phong đang đứng lơ lửng trên không trung ngẩng đầu nhìn thiên lôi trên cao nhưng mà lúc này mọi người phát hiện bản thân bị uy áp phát ra từ thiên lôi áp chế cả người không thể nhúc nhích tiểu bạch triệu kính chi cùng các thành viên khác trong tiệm cũng đi ra ngoài xem xét tình hình nhưng vừa ra khỏi tiệm bọn họ liền bị uy áp của thiên kiếp áp chế đứng cứng tại chỗ không thể động đậy dương phong cũng nhận ra tình huống này phất tay một cái giúp tiểu bạch và những người khác khôi phục khả năng di chuyển chủ nhân đây là tiểu bạch bay đến bên cạnh dương phong nhìn tam sắc thiên lôi lúc ẩn lúc hiện có chút sợ hãi hỏi ha ha cái này gọi là thiên kiếp dương phong nhìn thiên kiếp biến hóa cũng cảm thấy vô cùng chấn động tất cả những gì đã xảy ra đều được hắn thu vào tầm mắt cảnh tượng chấn động này khiến hắn được mở rộng tầm mắt a à, đây chính là thiên kiếp sao thật đáng sợ hồng vân sợ hãi nói nếu bị thiên kiếp này đánh trúng một cái nó chắc chắn sẽ hồn phi phách tán chủ nhân thiên lôi ba màu này chính là tam cửu thiên kiếp sao giọng huyền phi có chút run rẩy nó biết đến sự tồn tại của thiên kiếp từ trong ký ức tu luyện của huyền vũ nhưng sau khi tận mắt chứng kiến nó mới biết thiên kiếp là gì dương phong gật đầu không sai đây chính là tam cửu thiên kiếp mọi người nghe vậy sắc mặt đều lộ vẻ kinh hãi tam cửu thiên kiếp này đã được coi là loại thiên kiếp có uy lực nhỏ nhất rồi dù vậy đây cũng không phải là thứ mà bọn họ có thể chống đỡ được nhưng tất cả mọi người đều quên mất một điều đó là tam cửu thiên kiếp này chỉ xuất hiện khi tu vi đạt đến nguyên anh kỳ mà thôi hiện tại bọn họ còn chưa phải là tu tiên giả hay linh thú căn bản không cần lo lắng tam cửu thiên kiếp này sẽ tìm đến mình uy lực này thật mạnh mẽ nếu là ta bây giờ căn bản không đỡ nổi Huyền phi nhìn Tam Sắc Thiên Lôi, trong mắt tràn đầy sợ hãi, vốn nổi tiếng với khả năng phòng ngự, đừng nói là bị Thiên Lôi đánh trúng, cho dù chỉ lướt qua người, nó cũng sẽ bị biến thành bột mịn, đúng lúc này, dông tố trên trời lại biến đổi, tiếp tục. Tụ mây đen tiếp tục co rút, hơn nữa, linh khí ngũ hành tràn ngập trong lĩnh vực vô địch cũng dần dần bay về phía đám mây sấm sét, đám mây sấm sét vốn đã có uy lực khủng bố, nay lại được bổ sung thêm linh khí ngũ hành. Khiến cho thiên lôi vốn ba màu kia biến thành sáu màu, thay đổi rồi, thay đổi rồi, màu sắc của thiên lôi đã biến thành sáu màu, a, à, ta có thể cảm nhận được, những tia sét kia sẽ đánh chết tất cả chúng ta, Dương trưởng quỷ người ở đâu, mau đến cứu chúng ta, lúc này, những người và ma thú. Không nhìn thấy bóng dáng Dương Phong đều bắt đầu cầu nguyện, cầu nguyện Dương Phong có thể đến thu phục thiên lôi này, giải cứu bọn họ, nhưng đúng lúc này, một luồng uy áp càng mạnh mẽ hơn xuất hiện trong đám mây kiếp trực tiếp trấn áp tất cả mọi người và ma thú, ngoại trừ Dương Phong và Tiểu Bạch, xuống đất, không thể cử động, thậm chí không thể nói chuyện, uy áp thật mạnh mẽ, nếu ta bị uy áp này khóa định, chắc chắn sẽ tan thành mây khói. Trần Lâm Kinh Hải nhìn đám mây kiếp, nhờ có Dương Phong. Che chở, nên bọn họ không bị uy áp của đám mây kiếp ảnh hưởng, nhưng điều đó cũng không ngăn cản bọn họ cảm nhận được uy áp trong đám mây kiếp mạnh mẽ đến nhường nào, Dương Chưởng Quỷ, thiên kiếp này, thật đáng sợ. Tiểu tử run rẩy toàn thân, Dương Phong thấy vậy, đột nhiên vỗ trán một cái, hiện tại dưới sự che chở của mình, đám người tiểu tử còn đang run rẩy, vậy những người và ma thú khác thì sao? Nghĩ đến đây, Dương Phong búng tay một cái, tất cả mọi người hoặc ma thú trong lĩnh vực vô địch, lúc này, tất cả đều không còn cảm nhận được uy áp của thiên kiếp nữa. Ồ, bổn trưởng quỷ quên nói, thứ này là thiên kiếp, hiện tại thiên kiếp đang trong giai đoạn thử nghiệm, đợi một lát là được rồi, giọng nói của Dương. Phong vang lên trong lĩnh vực vô địch, vang vọng trong đầu mỗi người hoặc ma thú, những người và ma thú này lúc này mới thở vào nhẹ nhõm, như được tái sinh, khi bọn họ ngẩng đầu nhìn lên đám mây kiếp một lần nữa, tuy trong mắt không còn sợ hãi, nhưng trong lòng lại càng dậy sóng, thiên kiếp, giai đoạn thử nghiệm, đặc biệt là bốn chữ, giai đoạn thử nghiệm, này, khiến bọn họ càng thêm kinh hãi. Giai đoạn thử nghiệm đã có uy lực như vậy, Vậy giai đoạn chính thức thì sao? Sẽ như thế nào sau khi lục cửu? Thiên kiếp kết thúc, tiếp theo chính là cửu cửu thiên kiếp, cửu cửu thiên kiếp sắp đến rồi, mọi người chú ý quan sát, khóe miệng Dương Phong hơi nhếch lên, cửu cửu thiên kiếp này khác với tam cửu và lục cửu thiên kiếp, trong cửu cửu thiên kiếp có thêm hai thứ, một là tâm kiếp, hai là nghiệp chứng kiếp, khi độ tâm kiếp sẽ xuất hiện một loại ảo cảnh trong thần hồn của ngươi. Ảo cảnh này là những chuyện mà người độ kiếp không muốn nhắc đến nhất trong đời, hoặc là những chuyện mà họ quan tâm nhất, nếu tâm cảnh của người độ kiếp vững vàng, không màng danh lợi, hoặc là tình yêu bất tử thì có thể dễ dàng vượt qua, còn nghiệp chướng kiếp thì không dễ vượt qua như vậy, nghiệp chướng của người độ kiếp càng nhiều, trong thiên lôi sẽ xuất hiện thiên hỏa, thiên hỏa sẽ theo thiên lôi tiến vào thần hồn, thiêu đốt thần hồn, nếu có thể vượt qua nghiệp chướng kiếp, vậy thì chỉ còn một bước nữa là thành tiên. Sau khi cửu cửu thiên kiếp hình thành, cửu sắc thiên lôi ầm ầm vang dội, lúc này đám mây kiếp không còn tỏa ra uy áp nữa, mà là tỏa ra nỗi sợ hãi tận sâu trong linh hồn, đây chính là thiên uy, đây là thiên uy sao? Tiểu Bạch lẩm bẩm, quả nhiên thiên uy bất khả xâm phạm. Huyền Phi, Hồng Vân sau khi cảm nhận được thiên uy, mới hiểu được ý nghĩa của câu thiên uy bất khả xâm phạm, cửu cửu thiên kiếp, mỗi tia sét đều mang theo một tia lửa đen và một tia lửa xanh lửa đen chính là tâm kiếp, nó có thể tiến vào nơi sâu nhất trong thần hồn của ngươi, sau khi tâm kiếp qua đi, nghiệp chướng kiếp càng đáng sợ hơn sẽ ập đến, lửa xanh sẽ thiêu đốt thần hồn của ngươi, khiến người ta sống không bằng chết, phạm nhân tu luyện thành tiên, có thể sống cùng trời đất, vốn là chuyện. Nghịch thiên, đã nghịch thiên, thì phải chịu đựng nỗi đau do nghịch thiên mang lại, chỉ khi nào vượt qua được, chịu đựng được, thì mới có thể bất tử bất diệt, sau khi cửu cửu thiên kiếp kết thúc Dương Phong vẫn còn cảm thấy chưa thỏa mãn, quá chấn động, quả thực là một bữa tiệc thị giác, khá thú vị, sau này bất kể là ai đổ kiếp, hắn đều phải đến xem, xem người ta đổ kiếp, chắc chắn sẽ rất thú vị, nhưng Dương Phong nhanh chóng từ bỏ ý định này, hắn nhớ đến một số tình tiết được miêu tả trong tiểu. Thuyết, khi có người đổ kiếp, thì không thể đến gần, nếu đến gần, uy lực của thiên kiếp sẽ tăng gấp đôi, hơn nữa người đến gần cũng sẽ bị thiên kiếp tấn công, vì vậy, cốt hơn hết là hắn không nên đến gần, nếu không lỡ hại người ta thì không hay, xem xong màn kịch hay, ngay khi Dương Phong định rời đi, Huyền Phương xuất hiện, nàng đến trước mặt Dương Phong, vẻ mặt đầy sợ hãi, "Dương chưởng quỷ, đây là thứ gì? Tại sao ta không thể khống chế nó?" Hơn nữa ta có thể cảm nhận được cửu sắc thiên lôi phía sau. Có thể dễ dàng hủy diệt ta khi tam cửu thiên kiếp và lục cửu thiên kiếp xuất hiện, ngoài việc không thể khống chế nó, Huyền Phương chỉ cảm thấy khó tin, chứ không cảm thấy có gì không ổn. Nhưng khi cửu cửu thiên kiếp xuất hiện, Huyền Phương liền không bình tĩnh nữa, nàng lập tức rời xa hành tinh này, sợ cửu cửu thiên kiếp đánh trúng mình. Như vậy thì nàng tiêu đời rồi, sau khi cửu cửu thiên kiếp qua đi, Huyền Phương lại đến Hồ Thiên Ba, ha ha, đây là cửu cửu thiên kiếp, chỉ cần vượt qua cửu cửu thiên. Kiếp này là có thể thành tiên, quy lực tất nhiên là vô cùng lớn, Dương Phong nhìn vẻ mặt sợ hãi của Huyền Phương, giải thích cho nàng, đây là ý chí thiên kiếp, hiện tại ngươi quả thực không thể khống chế nó, nhưng khi nhân giới chính thức thành lập, bổn trưởng quỷ sẽ cho ngươi dung hợp với thiên kiếp này, để ngươi, thiên đạo, khống chế thiên kiếp, Dương Phong có ý định dung hợp ý chí thiên kiếp này với thiên đạo, để thiên đạo trưởng quản thiên kiếp. Nếu đã dự định để huyền phương khống chế toàn bộ nhân giới, vậy để nàng ta khống chế thiên kiếp cũng là chuyện thuận lý thành chương, đa tạ dương trưởng quỷ đa tạ dương trưởng quỷ. Huyền Phương vô cùng hưng phấn, lập tức cảm động đến rơi nước mắt, sau khi Dương Phong trở về cửa hàng Duyên đến Duyên đi, một du từ một khách điếm bước ra, kinh hải nhìn hư không đã khôi phục yên tĩnh, thật đáng sợ, cái gọi là thiên kiếp này thật sự quá mức đáng sợ, một du lúc này vẫn còn vẻ mặt đầy kinh hải, trên trán lắm tấm mồ hôi lạnh, hắn bị năng của cửu cửu thiên kiếp dọa sợ, tuy rằng một du không cảm nhận được thiên uy của cửu cửu thiên kiếp, nhưng mắt hắn không mù, có thể nhìn ra thiên lôi. Chính màu kia, cùng với hắc viêm và lam viêm trên thiên lôi, bởi vì dưới sự che chở của Dương Phong, hắn không thể tự mình cảm nhận được sự khủng bố này, nhưng không ảnh hưởng đến việc khi nhìn thấy thiên lôi cùng hỏa diễm trên đó, linh hồn hắn xuất hiện nỗi sợ hãi vô hạn, thiên kiếp cuối cùng kia, dù là thánh tôn đến cũng phải quỳ, vì sao thứ gọi là thiên kiếp này lại xuất hiện ở hoang giới, một du nghĩ mãi không ra. Hắn không hiểu Dương Phong tạo ra thứ gọi là thiên kiếp này là vì sao, Dương trưởng. Quỷ rốt cuộc muốn làm gì, loại thiên lôi này, ngay cả thánh tôn cũng không đỡ nổi, huống chi là những người nơi đây, dù có người có thể đỡ được, nhưng không gian nơi này liệu có chịu đựng nổi sao? Khi lục sắc thiên lôi xuất hiện, không gian đã bắt đầu sụp đổ, nơi nào thiên lôi đi qua, không gian không ngừng sụp đổ rồi lại không ngừng tự chữa trị, đợi đến khi cửu sắc thiên lôi cuối cùng xuất hiện, không gian căn bản không thể chữa trị được nữa. Từng vết nứt không gian hình thành trong hư không, điên. Cùng cắn nuốt linh khí, sau khi lôi vân đáng sợ kia biến mất, nếu không phải dương trưởng quỷ ra tay, mảnh không gian sụp đổ kia sẽ tồn tại rất lâu, nó sẽ không ngừng cắn nuốt linh lực và tất cả sinh linh xung quanh. Hơn nữa, quy lực của thiên lôi kia vậy mà phá hủy cả hàng rào không gian, tiến vào một không gian khác, tuy không biết không gian bên kia hiện giờ ra sao, nhưng chắc chắn là thiếu dương trưởng quỷ che chở, hẳn là đã xảy ra biến cố lớn rồi, không được, ta phải đi hỏi thăm phàm huyền hoang. Giới một chút. Một du nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là phải đi tìm thánh thiên tướng để hỏi rõ ràng chuyện này, phàm huyền thiên đạo, một du gọi huyền phương đang định rời đi lại, huyền phương thấy một du gọi mình, bèn dừng bước, tò mò hỏi, một huynh có chuyện gì, một du mỉm cười, chuyện là thế này, ta muốn biết dương trưởng quỷ muốn biến phàm huyền hoang giới này thành dạng tồn tại gì, huyền phương nghe vậy, thì ra là muốn hỏi chuyện này, chuyện này cũng không phải là bí mật gì to tát, nếu hắn muốn biết thì cứ nói. Cho hắn biết là được, dương trưởng quỷ muốn biến phàm huyền hoang giới thành nhân giới, một du nghe xong liền sững sờ, nhân giới, nhân giới là giới gì? Là nơi ở của tất cả phàm nhân sao? Nhưng nếu chỉ là nơi của phàm nhân thì không đúng a à, nhưng với uy lực của thiên lôi vừa rồi, căn bản không phải phàm nhân nào cũng có thể tiếp được đừng nói phàm nhân ngay cả lục sắc thiên lôi vừa rồi cũng đã vượt qua cực hạn mà phàm nhân có thể chịu đựng ít nhất phải có tu vi thiên đế mới có thể đỡ được một du cũng không dám nói đến cửu sắc thiên lôi cuối cùng kia dù là chúa tể đến cũng phải quỳ chuyện này ta đương nhiên biết đây gọi là thiên kiếp sau khi vượt qua thiên kiếp là có thể thành tiên huyền phương gật đầu về thiên kiếp và thành tiên một du đương nhiên là biết nhưng về việc sau khi thành tiên, tiên nhân sẽ đi đâu, Mộc Du lại không biết, vậy sau khi thành tiên thì sao? Mộc Du hỏi tiếp Huyền Phương. Đương nhiên là đi thiên giới rồi. Huyền Phương đáp như chuyện đương nhiên, đối với vấn đề này, Huyền Phương cho rằng không cần thiết phải giấu giếm hắn, thiên giới là nơi nào. Một du hai mắt sáng lên đầy hưng phấn, chẳng lẽ thiên giới này còn ở trên cả thánh giới? Dương trưởng quỷ chẳng lẽ không phải đến từ thánh giới, mà là đến từ thiên giới, một du bắt đầu não bổ trong đầu. Thiên giới bây giờ vẫn chưa có, dương trưởng quỷ còn chưa tạo ra thiên giới, huyền phương nhìn một du vẻ mặt kinh ngạc, có chút khó hiểu, thiên giới dương trưởng quỷ còn chưa tạo ra, ngươi kích động cái gì, cục cục. Một du nghe thấy dương trưởng quỷ còn chưa tạo ra thiên giới, cả người liền ngây ra, đây là lời nói gì vậy, dương trưởng quỷ muốn sáng tạo ra một giới, đây chính là sáng tạo ra một giới A, lần này đúng là như vậy rồi, dương trưởng quỷ còn lợi hại hơn cả thiên đạo của thánh giới, thiên đạo thánh giới không thể để thực vật tu luyện và mở linh trí, càng không có năng lực sáng tạo ra một giới, đây chính là một giới chứ không phải một không gian. Muốn mở ra một không gian thì rất đơn giản, nhưng muốn sáng. Tạo ra một giới thì không thể nào, dương trưởng quỷ muốn sáng tạo ra thiên giới để tiên nhân ở, sau khi một du hết kinh ngạc, vì muốn xác nhận xem có phải mình nghe nhầm hay không, hắn lại hỏi lại một lần nữa, đúng vậy huyền phương nhìn một du kinh ngạc cảm thấy buồn cười tên này phản ứng còn kịch liệt hơn lúc ta biết chuyện này một du chắp tay nói lời cảm tạ với huyền phương đa tạ đã nói cho ta biết sau khi huyền phương rời đi một du vẫn không thể bình tĩnh lại được minh vực nhân giới thiên giới dương trưởng quỷ đây là muốn tự mình tạo ra tam giới a một du nghĩ đến đây kinh hãi đến mức toàn thân run rẩy không được ta phải lập tức trở về báo cáo những chuyện này cho thiên tiêu thánh tôn để hắn chuẩn bị một chút lúc này một du muốn lập tức trở về thánh giới trở về chỗ thiên tiêu thánh tôn bẩm báo những chuyện này lên trên còn vô quân thánh tôn muốn đi đâu thì đi ta không hầu hạ nữa đến ngày hôm sau khi thánh thiên đến thiên ba hồ một du lập tức tìm đến hắn thánh thiên huynh đệ ta phải về rồi ngươi đưa ta qua đó đi một du nói với thánh thiên không có thánh thiên dẫn đường dù là hắn cũng không thể vào được cửa truyền tống không thể trở về thánh nguyên hoang giới Thánh Thiên thấy một du vội vàng như vậy, có chút khó hiểu, hai ngày trước còn thông dong tự tại, sao bây giờ lại vội vàng như vậy, nở lòng nào trở về. Không ở lại thêm vài ngày nữa sao? Thánh Thiên nghi ngờ nhìn một du, không biết lão huynh này có phải bị làm sao không, hay là trong nhà có chuyện gì mà vội vàng trở về như vậy, một du lắc đầu, không được không được, ta trở về còn có việc quan trọng, vậy đi thôi. Thánh Thiên đưa một du qua Thánh Nguyên Hoang Giới, Trở về thánh nguyên hoang giới, một du không còn vội vàng như vừa rồi nữa, hắn vỗ vỗ vai thánh thiên, cười nói, thánh thiên huynh đệ, đợi một thời gian nữa, chúng ta lại gặp nhau, chưa đợi thánh thiên trả lời, hắn đã xé rách không gian rời đi, để lại thánh thiên ngơ ngác thánh giới, trước thông đạo không gian giữa hoang giới và thánh giới, có vài võ giả thuộc hạ của hôi ưng đang chờ ở đây, lúc này, thông đạo không gian rung chuyển, một bóng người. Bay ra, người này chính là một du, mấy người thấy một du trở về đều kích động vị gia này rốt cuộc đã trở về hôi ưng đại nhân không biết đã đến đây hỏi thăm bao nhiêu lần rồi một du đại nhân người rốt cuộc đã trở về hôi ưng đại nhân đã hỏi thăm ngươi rất nhiều lần mấy người lập tức đi tới kích động nói nghe vậy một du lại bình tĩnh trong mắt thậm chí còn có chút châm chọc ồ vậy sao Thay ta cảm ơn hôi ưng đại nhân một du ta đã phụ lòng hắn rồi hắn đưa lệnh bài cho người cầm đầu làm phiền ngươi đi bẩm báo với thiên tiêu thánh tôn một du có một chuyện cực kỳ quan trọng muốn bẩm báo với hắn người cầm đầu nhận lấy lệnh bài của một du kiểm tra một chút không thấy có gì không ổn được ngươi chờ ở đây nói xong hắn liền đi vào đại điện một lát sau người cầm đầu đi ra trả lại lệnh bài cho một du hắn nhìn một du đang mong đợi gật đầu nói thánh tôn đại nhân cho ngươi vào một du mừng rỡ vội vàng nhận lấy lệnh bài lấy ra mấy thanh phi kiếm từ trong không gian trữ vật của mình các vị huynh đệ mấy món đồ chơi nhỏ này các ngươi cầm lấy chơi tuy rằng không có uy lực gì nhưng rất thú vị dù một du là cường giả cảnh giới thánh chủ muốn ngự kiếm phi hành tuy rằng có thể làm được nhưng căn bản không thể thoải mái tiêu sái tự nhiên như vậy sau khi nói rõ công năng của phi kiếm cho mấy người hắn liền vội vàng đi vào đại điện mấy người kia bắt chước đứng lên phi kiếm Tiêu sái ngự kiếm mà đi, tuy rằng tốc độ chậm như sên, nhưng rất mới lạ, coi như đồ chơi cũng không tệ, mang về nhà cho trẻ con chơi cũng rất tốt. Một du đi vào đại điện, nhìn thấy người trung niên đang lơ lửng trên không trung, một du bái kiến thánh tôn, một du cung kính hành lễ với người trung niên, người chính là một du từ chỗ tên khốn vô quân kia trở về. Thiên tiêu thánh tôn liếc nhìn một du một cái, sau đó nhắm mắt lại, một du vẫn cung kính vô cùng, bẩm thánh tôn đại nhân, Mộc Du chính là từ chỗ tên khốn vô quân kia trở về, bởi vì có một chuyện lớn ngập trời, muốn đến bẩm báo với Thánh Tôn Đại Nhân, Thiên Tiêu Thánh Tôn nghe thấy bốn chữ, chuyện lớn ngập trời, lại mở mắt ra, hứng thú nhìn Mộc Du, được, nói mau, ngươi có chuyện lớn ngập trời gì, trong mắt Thiên Tiêu Thánh Tôn, chuyện có thể xưng là, chuyện lớn ngập trời, chẳng lẽ tên khốn. Vô quân kia đã lấy được Thánh Nguyên Thiên Thủy và Thánh Nguyên chuyển sinh quả rồi, nhưng cũng không thể nào, chuyện này tuy là chuyện lớn, nhưng cũng không phải chuyện lớn ngập trời, chẳng lẽ tên khốn vô quân kia muốn chết rồi sao, Thánh Tôn Đại Nhân, chuyện là như thế này, một du liền kể lại chuyện mình nhận nhiệm vụ đến Thánh Nguyên Hoang Giới điều tra tuần tra sứ bị giết, cho đến sáng nay trở về, tuy rằng có rất nhiều chi tiết và rất nhiều chuyện không nói ra hết, nhưng cũng nói được bảy tám. Phần, không chỉ Thiên Tiêu Thánh Tôn nghe mà trợn mắt há mồm, ngay cả những người khác trong đại điện cũng nghe mà ngây người bọn họ vô cùng hoài nghi tính chân thực trong lời nói của một du trong phàm huyền hoang giới lại có người như vậy tồn tại sao thông đạo giữa phàm huyền hoang giới và thánh giới này đã đóng lại mười mấy ước năm rồi sao có thể có người như vậy tồn tại hay là nói người này là một vị đại năng nào đó của thánh giới xuống dưới nhưng cũng không thể nào dù là chúa tể cũng không có năng lực sáng tạo ra một giới vực đừng nói chúa tể ngay cả thiên đạo cũng không có năng lực này, ngươi, ngươi kể lại chuyện đi đến phàm huyền hoang giới một lần nữa. Thiên tiêu thánh tôn hoàng hồn, hắn để một du thuật lại chuyện này một lần nữa, để hắn phán đoán, sau khi nghe một du thuật lại mấy lần, thiên tiêu thánh tôn mới thở vào nhẹ nhõm, vẻ mặt dần dần bình thường trở lại, muốn sáng tạo ra minh giới, nhân giới, thiên giới. Ngươi không gạt ta đấy chứ, thiên tiêu thánh tôn xác nhận lại lần cuối, hắn thật sự khó mà tin được, trong cõi phàm huyền hoang vậy mà lại có một người như thế tồn tại thánh tôn đại nhân thuộc hạ nào dám một du cười khổ nói cho dù có thêm trăm lá gan nữa hắn cũng không dám giấu giếm thiên tiêu thánh tôn dù sao thế lực gia tộc của hắn đều ở thiên tiêu châu hơn nữa bản thân hắn từ hoang giới phi thăng vừa lên đã vào dưới trướng thiên tiêu thánh tôn làm việc lừa ai chứ không thể lừa lão đại của mình ngươi nói hắn kinh doanh một cửa tiệm vậy ngươi có vật phẩm nào của tiệm hắn không Thiên tiêu thánh tôn hỏi, một du gật đầu, có, đương nhiên là có, nói rồi liền từ trong không gian của mình, lấy ra rất nhiều vật phẩm thú vị, ví dụ như phi kiếm, kết giới, trận bàn và phù lục. Thiên tiêu thánh tôn sau khi xem xong, cũng cảm thấy vô cùng thú vị, nói, ừm, quả nhiên là thú vị, những thứ này trong mắt hắn chỉ là tương đối thú vị mà thôi, với cấp bậc thánh tôn như hắn, đã rất ít thứ gì có thể lọt vào pháp nhãn. Lúc thiên tiêu thánh tôn xem xét những vật phẩm này, miệng của một du. Cũng không nhàn rỗi, nói về một số tình huống trong tiệm, dương trưởng quỷ đã dung hợp thánh nguyên thiên thủy và thánh nguyên chuyển sinh đậu lại với nhau, tạo ra một loại vật phẩm mới, gọi là thánh nguyên chuyển sinh quả. Thứ này không chỉ có hiệu quả chuyển sinh, một lần có thể sinh ra hơn 10 quả, chỉ cần 4 năm là có thể thành thục. Một du cũng nói ra những gì mình biết về thánh nguyên thiên thủy và thánh nguyên chuyển sinh quả lần này tất cả mọi người trong đại điện đều lộ ra vẻ mặt chấn. Kinh, một lần có thể sinh ra hơn 10 quả thánh nguyên chuyển sinh. Hơn nữa chỉ cần 4 năm là có thể chín, khuôn mặt thiên tiêu thánh tôn chấn động, loại đồ vật nghịch thiên này vậy mà có thể sản xuất hàng loạt, hơn nữa trong vòng 4 năm có thể làm ra hơn 10 quả, nếu thật sự là như vậy, bọn họ còn cân nhắc lợi ích làm gì nữa, trực tiếp xếp hàng đi mua chẳng phải được rồi sao, ngươi đã mở tiệm, chúng ta sẽ cầm linh thạch đi mua, chẳng phải được rồi sao trong lòng thiên tiêu thánh tôn càng nghĩ càng kích động dù sao thế lực nào mà chẳng cần loại vật phẩm có thể mang theo ký ức chuyển sinh này có thứ này chẳng phải có thể luân hồi vô hạn liên tục chuyển sinh cho đến khi đạt được mục đích hay sao vâng thánh tôn đại nhân một du gật đầu lúc này thiên tiêu thánh tôn thu hồi vẻ mặt khiếp sợ và mừng như điên trong mắt nhìn một du lộ ra một tia hồ nghi bản tôn nghe thế nào cũng không tin nổi khiên tiêu thánh tôn nghĩ lại hoang giới có thật sự tồn tại người như vậy hay không sáng tạo tam giới thánh nguyên chuyển sinh quả linh khí quỷ dị thực lực vô cùng cường đại ngay cả thiên đạo của thánh giới cũng không thể nói là có thể sáng tạo ra ba giới một phàm huyền hoang giới bị đóng cửa mười ức năm thông đạo đi thông thánh giới lại xuất hiện nhân vật như vậy nếu đã có người như vậy tồn tại vì sao hiện tại thông đạo của phàm huyền hoang giới và thánh giới vẫn chưa mở lại một du thấy thiên tiêu thánh tôn không tin lời mình nói lập tức tỏ thái độ thánh tôn đại nhân nếu như ngài không tin có thể phái một người cùng một du xuống dưới sau khi biết được ngài hãy an bài tiếp sau khi một du nói xong không lưng cúi đầu chờ đợi thiên tiêu thánh tôn sắp xếp thiên tiêu thánh tôn nghĩ lại cũng đúng nếu như một du nói là sự thật vậy thì thiên tiêu hắn chính là gặp được cơ hội ngàn năm có một chỉ cần vượt qua thiên kiếp là có thể trở thành nhân vật như chúa tể tồn tại bất tử bất diệt mặc dù hắn tự phụ nhưng vẫn có nhận thức tương đối về việc có thể trở thành chúa tể hay không cũng biết một số chuyện nhỏ trong này chúa tể sẽ không dung thứ cho việc trong địa bàn của mình xuất hiện người có tư chất trở thành chúa tể nếu như xuất hiện vậy thì hắn cũng sẽ biến thành người chết cho dù là con trai của mình cũng không được thương dương ngươi cùng một du đi xuống xem xét kỹ càng mọi tình huống thiên tiêu thánh tôn để một người trong đại điện đi theo một du xuống hoang giới xem xét tình huống này có phải là thật hay không, đồng thời, hắn cũng đưa cho thương dương một cái già thiên tráo, để hắn có thể đi tới thánh nguyên hoang giới, lúc này, một du đột nhiên vỗ đầu một cái, đúng rồi, đến lúc đó đi mua một cái khắc ảnh cầu, ghi lại một số hình ảnh của cửa tiệm, thiên tiêu đại nhân ngài là có. Thể thấy được rồi, một du đột nhiên lên tiếng, làm cho thiên tiêu thánh tôn có chút sững sờ, sau khi một du ý thức được chỗ không ổn của mình trước tiên là nói lời xin lỗi với thiên tiêu thánh tôn sau đó nói ra chuyện về khắc ảnh cầu vậy mà lại có thứ thú vị như vậy sao thiên tiêu thánh tôn nghe vậy cảm thấy khắc ảnh cầu này có chút ý tứ vâng thánh tôn chỉ là một du trở về gấp gáp không nghĩ tới việc dùng khắc ảnh cầu ghi lại một ít chuyện một du có chút xấu hổ bản thân vội vã trở về không có cân nhắc chu toàn mọi việc thiên tiêu thánh tôn cho rằng chuyện này nên làm sớm không nên chậm trễ chuyện này nhất định không thể để cho người của thế lực khác biết đặc biệt là không thể để cho thế lực trực hệ của chúa tể biết nếu không hắn sẽ không có quả ngon để ăn được các ngươi chọn ngày không bằng gặp ngày bây giờ xuống dưới đi nếu như người trong phàm huyền hoang giới kia thật sự có thực lực như vậy có thể khiến người ta trở thành tồn tại bất tử bất diệt như chúa tể ta tuyệt đối phải nắm chắc cơ hội lần này hơn nữa thà rằng tin là có còn hơn là không tin, nếu như là chuyện khác thì còn dễ nói, nhưng đây lại là chuyện có thể trở thành tồn tại bất tử bất diệt, sự cám dỗ thật sự quá lớn. Ai cũng không thể cưỡng lại được, đại nhân, chúng ta. Xuống dưới gây ra động tĩnh, ngài vất vả gánh vác một chút, một du biết lần này hai người bọn họ xuống dưới, tuyệt đối sẽ gây ra rất nhiều lời dị nghị, những lời dị nghị này đều phải do thiên tiêu thánh tôn gánh vác, ha ha, bọn họ có thể làm gì được bản tôn có bản lĩnh thì bọn họ cũng xuống dưới đi, lúc này thiên tiêu thánh tôn đang dở trò vô lại, và thiên tráo này toàn bộ thánh giới chỉ có 8 cái, hiện tại già thiên tráo của vô quân thánh tôn đang ở trong tay một du, ta có một cái, còn có 6 vị thánh tôn khác sở hữu, nếu như bọn họ có năng lực xuống dưới, vậy thì cùng xuống dưới là được, dù sao nếu không có thánh nguyên thiên đạo dẫn dắt, bọn họ cũng không vào được phàm huyền hoang giới. Xuống dưới cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn, sau khi một du và. Thương Dương ra khỏi đại điện, Thương Dương đầy vẻ hồ nghi nhìn Mộc Du, "Mộc Du, ngươi nói đều là sự thật?" Mộc Du vội vàng gật đầu, "Thương hộ vệ, ngàn vạn lần là sự thật, ta làm sao dám nói bậy nói bạ trước mặt thánh tôn chứ, chờ ngươi đến Thiên Ba Hồ, tự nhiên sẽ biết, Thương Dương là một trong những hộ vệ của Thiên Tiêu Thánh Tôn, có cảnh giới Thánh Vương, hắn nghe Mộc Du nói, luôn cảm thấy không chân thật, hoang giới làm sao có thể xuất hiện nhân vật lợi hại như vậy?" Thương hộ vệ ta về phủ lấy. Đồ trước, ngươi cũng chuẩn bị một chút, mang theo nhiều thứ thú vị một chút, đến lúc đó vào tiệm đổi kim tệ, không có kim tệ trong tiệm thì không chơi vui được đâu, một du biết tầm quan trọng của kim tệ trong tiệm, nếu như ngươi không có kim tệ, cho dù ngươi là chúa tể, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn, thương dương gật đầu, được, ta tạm thời tin tưởng ngươi một lần, hai người mỗi người một ngã, sau khi làm xong việc của mình, lại cùng nhau xuống hoang giới, ha ha, Thánh thiên huynh đệ, chúng ta lại gặp nhau rồi, một du nhìn thánh thiên trước mặt, cười ha hả, lần này lúc một du xuống, động tĩnh so với lần đầu tiên lớn hơn nhiều, dù sao lần này là hai người cùng xuống, động tĩnh lớn hơn lần đầu tiên cũng là bình thường, thánh thiên có chút ngây người, cái này mẹ nó mới rời đi chưa được hai ngày, đã xuống tới rồi, đây là tốc độ gì vậy, không phải ngươi nói có việc gấp sao? Chưa đến hai ngày, việc gấp đã làm xong rồi, thật quá nực cười, ta kháo, ta nói lão huynh, ngươi đây không phải đang dẫn đấy chứ. Mới lên có hai ngày chưa tới, ngươi đã xuống rồi, khi Thánh Thiên nhìn thấy Thương Dương bên cạnh một du, mới biết được, tên này vậy mà còn dẫn theo một người xuống. Vị này là, một du cười hắc hắc, ta nhớ mọi người quá nên mới xuống đây, để ta giới thiệu cho ngươi, đây là huynh đệ của ta tên là Thương Dương, sau khi nghe ta nói, nhất quyết đòi đi theo xuống xem ta có khoác lác hay không, Mộc Du không nói ra thân phận thật sự của Thương Dương, đây cũng là vì không muốn gây ra phiền phức không cần thiết. Thánh Thiên cũng hồ nghi nhìn Thương Dương, nhưng không sinh ra nghi ngờ, được rồi, vậy thì cùng đi thôi. Thánh Thiên phất tay, ba người liền đi tới trước cửa. Truyền tống, Thánh Thiên Đường Đường chính chính là người đầu tiên bước vào phàm huyền hoang giới, hiện tại là nửa đêm, bên thiên ba hồ không có ai, đối với việc Mộc Du và Thương Dương đột nhiên đến, không có ai biết. Linh khí ở đây quả nhiên không tầm thường, khi ba người xuất hiện trên không thiên ba hồ, thương dương liền cảm nhận được linh khí ở đây không giống bình thường, hắc hắc, còn có một chuyện ta chưa nói cho thánh tôn và ngươi, sợ các ngươi không tin, còn đánh ta nữa. Lúc này một du nhỏ, giọng nói với thương dương, thương dương vừa cảm thụ linh khí kỳ lạ này, vừa nói, chuyện gì, một du cười hắc hắc, chỉ tay về phía vườn rau, ngươi nhìn bên kia xem, ánh mắt thương dương nhìn theo hướng ngón tay của một du khi hắn nhìn thấy hàng cây liễu kia cùng với quả quả và tiểu linh hắn trợn mắt há mồm thật lâu không nói nên lời chờ trọn vẹn 10 phút sau thương dương mới hoàn hồn không thể nào tuyệt đối không thể nào nhất định là ta hoa mắt rồi sau khi hắn hoàn hồn ý nghĩ đầu tiên chính là không tin vào những gì mình nhìn thấy khi hắn lần nữa dùng ánh mắt nghiêm túc nhìn lại dùng thần thức của mình để cảm thụ cuối cùng hắn phát hiện tình huống trước mắt không khác gì sự thật, mẹ kiếp, vậy mà là thật, cái này cái này, cho dù là chúa tể đại nhân, cũng không thể khiến cây cối tu luyện được chứ, hiện tại thương dương đã tin tám phần lời một du nói, có thể khiến mấy cây này khai mở linh trí tu luyện, tuyệt đối không phải là nhân vật tầm thường. Người này tuyệt đối còn lợi hại hơn cả chúa tể, hắc hắc, ta đã nói rồi mà, chúa tể chỉ là cái rắm, cho dù là thiên đạo của thánh giới chúng ta ở trước mặt Dương trưởng quỷ cũng chẳng là cái thá gì, giọng điệu của một du tràng đầy sự khinh thường đối với chúa tể, ở thánh giới, hắn không dám nói ra lời này, sợ chúa tể nghe được, ở đây hắn không sợ, cho dù chúa tể có ở trước mặt, hắn cũng dám chỉ vào mũi chúa tể mà nói như vậy, ngày hôm sau, Dương Phong đang ăn sáng, đột nhiên nhớ tới một chuyện, mấy ngày nữa là đến. Tết Thanh Minh, với cái tính của hệ thống những ngày lễ này nó nhất định sẽ tung ra hoạt động nhưng hai ngày nữa là đến thanh minh rồi sao hệ thống vẫn chưa có động tĩnh gì về vấn đề này dương phong muốn hỏi hệ thống xem nó nghĩ gì hệ thống bổn chưởng quỹ tính toán thời gian hai ngày nữa là đến tết thanh minh rồi có phải tết thanh minh sẽ có hoạt động hay không dương phong cũng dựa theo nguyên tắc có thì có không có thì thôi nếu như hệ thống không định phát động hoạt động cho tết thanh minh hắn cũng sẽ không đi đổi hoạt động Thứ đó quá hố người, chỉ cần hắn sơ ý một chút là sẽ bị hố, hơn nữa Dương Phong cũng đã xem qua, hiện tại trong hoạt động đổi quà cũng không có hoạt động mới xuất hiện, đương nhiên. Hệ thống chỉ nhàn nhạt phun ra hai chữ, nhưng bây giờ Dương Phong cũng đã quen rồi, người thích nói từng chữ từng chữ thì cứ nói, nhưng mà, đã có hoạt động tại sao không thông báo trước, trước kia đều là phát ra trước rất nhiều ngày, nhưng bây giờ sắp đến lúc rồi, vậy mà chẳng có động tĩnh gì vì vậy Dương Phong rất không khách khí, nếu đã có hoạt động, hệ thống ngươi còn giả chết làm gì? Chẳng lẽ ngươi không biết hoạt động phải hâm nóng trước sau, thế nhưng hệ thống không nhanh không chậm, quệ oải nói, ta nói này ký chủ, bản hệ thống cũng không vội, ngươi vội cái gì? Dương Phong nghe hệ thống nói vậy, cảm thấy không đúng lắm, đây không phải là tính cách của hệ thống A, tên này nếu có chỗ tốt thì sẽ bám riết lấy không tha, mỗi lần có hoạt động gì cũng là kẻ tích cực nhất, nhưng bây giờ thì sao? vậy mà lại không hề vội vàng điểm này vô cùng khác thường ta nói hệ thống đây không giống với tính cách của ngươi nha hoạt động không phải là ngươi tích cực nhất sao sao lần này lại trở nên ủ rũ như vậy hệ thống nay khác xưa rồi dương phong nghe hệ thống trả lời cho rằng hệ thống muốn thay đổi muốn biến thành hệ thống vật hệ sau khi có suy nghĩ này dương phong hưng phấn vô cùng a à, chỉ cần hệ thống vật hệ vậy chẳng phải ngày lành của hắn sẽ đến sao nhưng ý nghĩ này vừa mới hình thành trong đầu Dương Phong, âm thanh thông báo của hệ thống liền vang lên, hệ thống thông báo, Tết Thanh Minh sắp đến, cửa tiệm sẽ mở hoạt động Thanh Minh. Hệ thống thông báo. Mở nhiệm vụ hoạt động Thanh Minh, hoạt động nhiệm vụ ít nhất phải hoàn thành trên 50% chỉ tiêu nhiệm vụ, phần thưởng, tiến hóa trấn vực bia, mở ra lục đạo luân hồi, hai lần âm thanh thông báo của hệ thống, làm cho Dương Phong nghe mà trợn mắt há mồm, không phải đã nói là không vội sao? không phải đã nói nay khác xưa rồi sao, không phải đã nói là Phật hệ sao? À, cái này không phải, đây là bổn trưởng quỷ tự mình nghĩ, nhưng vẫn chưa hết, âm thanh thông báo của hệ thống tiếp tục vang lên, hệ thống thông báo, khai mở hoạt động thanh minh, nội dung hoạt động. Hoạt động thanh minh lần này sẽ áp dụng hoạt động tích điểm thưởng dựa trên tổng mức tiêu phí. một Cứ tiêu phí 100 vạn kim tệ sẽ được thưởng 10 điểm tích lũy, không giới hạn mức tiêu phí tối đa. 2 đồng thời thiết lập 5 loại vật phẩm đổi bằng điểm tích lũy, bao gồm công pháp, 1.000 điểm, vũ khí, 1.500 điểm, đan dược, 2.000 điểm, phiếu không gian, 3.000 điểm, lệnh bài truyền thừa võ đạo, 5.000 điểm, 3, sau khi đổi vật phẩm có mức điểm thấp hơn, sẽ mở khóa vật phẩm đổi bằng điểm cao hơn, 4, mỗi hội viên chỉ cần mời hội viên mới gia nhập, chỉ cần hội viên mới tiêu phí thành công 100 vạn kim tệ là có thể nhận được 50 điểm tích lũy. Mỗi lần hội viên mới tiêu phí 100 vạn kim tệ, người sẽ nhận thêm được 5 điểm tích lũy, 5, mỗi hội viên tiêu phí đủ một ức kim tệ đều có thể tham gia hoạt động rút thưởng. Một lần, phần thưởng rút thăm bao gồm công pháp, võ kỹ, linh căn, vật phẩm đặc thù, lưu ý, hội viên của cả tổng cửa hàng và phân cửa hàng đều có thể tham gia, thời gian hoạt động là 10 ngày, sau khi nghe xong nội dung hoạt động của hệ thống, Dương Phong còn vào trong hệ thống kiểm tra nhiều lần hắn nghiền ngẫm kỹ càng nội dung hoạt động, cuối cùng đưa ra một kết luận, tên hệ thống này thay đổi rồi, vậy mà lại học được cái trò kéo hội viên mới kinh tởm này. Cái khí chất tự cho mình thanh cao, tự. Cho mình bất phàm trước kia đâu rồi. Ngươi là hệ thống đấy, ngươi là tồn tại trí cao vô thượng đấy, vậy mà bây giờ vì tổ chức một cái hoạt động mà cũng bắt đầu dở trò bị ổi của nhà tư bản, quả nhiên chỉ có chân tình là không giữ được, chỉ có sáo lộ mới được lòng người, ta kinh. Hệ thống, ngươi vậy mà cũng bắt đầu kéo hội viên mới rồi sao? Sơ tâm của ngươi đâu, Dương Phong muốn nghe xem giờ phút này hệ thống đang nghĩ gì trong lòng, thế nhưng hệ thống lại bị cái suy nghĩ tự cho là đúng của Dương Phong làm choáng váng, ký chủ này đang nghĩ cái quái gì vậy? Cái gì mà sơ tâm, cái gì mà trò bị ổi của nhà tư bản, không phải chỉ là một hoạt động đơn giản thôi sao, bày đặt làm màu làm mè cái gì, hừ, chỉ là một hoạt động mà thôi. Hệ thống cực kỳ cạn lời. Trí tưởng tượng của tên ký chủ này ngày càng phong phú, nhưng mà Dương Phong nghe hệ thống nói vậy thì khinh thường ra mặt, cái hệ thống này thật sự là vừa làm vừa lập, nếu bây giờ trong tay hắn có một cái loa, hắn nhất định dí sát vào mũi hệ thống mà gào lên, hừ, lời này cũng để ngươi nói ra được, chỉ là một hoạt động mà thôi, khinh, rồi sau đó phun một bãi nước bọt vào mặt nó, cho nó nếm thử mùi vị mặn chát. Ngay khi hắn định nói thêm vài câu kinh bỉ hệ thống thì thông Báo của hệ thống lại vang lên, hệ thống thông báo, máy hội viên, thẻ hội viên sẽ được tối ưu hóa vào một ngày trước khi bắt đầu hoạt động, những thay đổi của máy hội viên và thẻ hội viên sau khi nâng cấp như sau, máy hội viên sẽ được bổ sung dữ liệu trực quan, thẻ hội viên sẽ tự động thêm số hiệu, độ dài số hiệu là từ 13 chữ số trở lên, hội viên có thể xem số dư kim tệ và số dư linh thạch trong thẻ hội viên, cùng một số tối ưu hóa khác. Dương Phong vừa nghe thấy thông báo này của hệ thống, lập tức. Nuốt ngược những lời chế giễu hệ thống định nói vào bụng, ngay lập tức đổi giọng nịnh nọt, giơ ngón cái về phía hệ thống, ha ha, hệ thống, sao ngươi lại hào phóng thế? Vậy mà lại chủ động cho tối ưu hóa thẻ hội viên và máy hội viên, sau này có chuyện tốt thế này thì cứ làm nhiều vào nhé, đây là tối ưu hóa để phù hợp với hoạt động thanh minh, ký chủ đừng có suy diễn lung tung nữa, hệ thống nghe ra được ý tứ trong lời nói của Dương Phong nên trực tiếp dập tắt ý nghĩ của hắn, Dương Phong cũng không quan tâm, chỉ cần không bắt hắn phải hoàn thành nhiệm vụ nào đó rồi mới tối ưu hóa mấy cái thiết bị trong cửa hàng này là được, ha ha, không sao, chỉ cần có thể tối ưu. Hóa thiết bị trong cửa hàng, dù là hoạt động hay là cái gì cũng được, miễn là đừng bắt bổn trưởng quỹ phải đi làm nhiệm vụ là được, Dương Phong cười ha hả nói. Nhưng khi hắn nghĩ đến còn có một cái nhiệm vụ hoạt động thì lại cảm thấy khó hiểu, ra hoạt động mà cũng phải làm nhiệm vụ sao? Về vấn đề này, Dương Phong hỏi, đúng rồi hệ thống, cái nhiệm vụ hoạt động này là sao? Chính là trong thời gian diễn ra hoạt động thanh minh này, chỉ cần ký chủ hoàn thành nhiệm vụ của hệ thống là có thể nhận thưởng, hệ thống giải thích cho hắn, nó biết đầu óc của Dương Phong không được thông minh cho lắm, thế giới này lại không có thuốc bổ não, nên nó chỉ có thể tự mình giải thích cho hắn, nhưng mà ngươi cũng có nói rõ là phải hoàn thành nhiệm vụ gì đâu chỉ cần không phải đi ra ngoài làm nhiệm vụ bổn trưởng quỹ vẫn rất dễ nói chuyện dương phong vừa dứt lời thì thông báo của hệ thống vang lên chỉ tiêu nhiệm vụ hoạt động trong thời gian diễn ra hoạt động đạt doanh thu năm trăm ức kim tệ dương phong nghe xong thì hơi khó chịu không phải vì doanh thu năm trăm ức mà là năm mươi phần trăm của năm trăm ức là bao nhiêu ít nhất phải đạt năm mươi phần trăm doanh thu mới có thể hoàn thành nhiệm vụ nhưng mà một nửa của năm trăm là bao nhiêu hệ thống chỉ tiêu nhiệm vụ hoạt động này của ngươi ác ý quá đấy, Dương Phong rất bất mãn, sao? Ngươi không đặt là 40% hoặc 60%, thậm chí là 55% cũng được mà, cho dù là 500 ức kim tệ cũng không sao, sao lại nói vậy? Hệ thống hơi hoang mang, sao lại gọi là ác ý? Dương Phong liếc xéo hệ thống, hừ, 50% của 500 là bao nhiêu? Trong thần hồn của Dương Phong, hệ thống hiện thân, nhìn Dương Phong như nhìn kẻ ngu si, ký chủ đây là ngươi đang suy diễn ác ý đấy, ngươi không nhất thiết phải hoàn thành đúng 50, hệ thống cực kỳ cạn lời, tên ký chủ không đáng tin cậy này cứ thích suy diễn ác ý về hệ thống, hệ thống ta là loại hệ thống đó sao? có phải không? ạc à, ạc à, đúng là vậy chứ, nhưng mà hệ thống ta sẽ không thừa nhận đâu, hừ, bổn trưởng quỷ luôn cảm thấy ngươi đang ám chỉ bổn trưởng quỷ, dương phong sẽ không tin lời nói dối của hệ thống. Nếu không phải hệ thống cố tình sắp đặt thì hắn sẽ viết ngược tên mình lại. Dương Phong không để ý đến hệ thống nữa. Hắn vào trong hệ thống, gửi thông tin hoạt động thanh minh vào thẻ hội viên. Bên ngoài cửa hàng, người và ma thú xếp hàng trước cửa hàng đã kín mít. Một du dẫn thương dương cũng đang đứng trong hàng. Lúc này, phần lớn người và ma thú đều phát hiện ra thẻ hội viên của mình có thông báo mới. Mọi người liền liền lấy thẻ hội viên ra xem. Ha ha, mọi người mau xem thẻ hội viên, Dương trưởng quỹ lại gửi tin nhắn rồi, hai ngày nữa sẽ có hoạt động thanh minh, nhưng mà thanh minh là cái gì vậy? Sau khi xem xong tin nhắn này, có người phấn khích, có người tò mò, điều khiến mọi người phấn khích chính là hai ngày nữa cửa hàng sẽ có một hoạt động mới, điều khiến mọi người tò mò chính là thanh minh là cái gì? Nhưng ngay sau đó, Dương Phong đã gửi thông tin về ngày lễ thanh minh vào thẻ hội viên, sau khi xem xong, mọi người mới hiểu thì ra. Đây chính là thanh minh, thì ra đây là tiết thanh minh, sau đó, Dương Phong cũng công bố nội dung hoạt động và phần thưởng, sau khi xem xong, ai nấy đều vô cùng phấn khích, trong đó vậy mà có cả lệnh bài truyền thừa võ đạo và linh căn, mọi người đều biết rõ hai thứ này là thứ gì, linh căn, vậy mà có cả linh căn, còn có cả lệnh bài truyền thừa võ đạo, hai thứ này lão phu nhất định phải có được, nhanh lên, còn chờ gì nữa, đạp hết vốn liếng vào. Những người thuộc các thế lực lớn đều trở nên kích động. Họ có quan tâm đến kim tệ sao? hoàn toàn không quan tâm, cùng lắm thì bán hết gia sản, dù sao cũng phải có được lệnh bài truyền thừa và phiếu không gian, còn linh căn, đó mới là thứ quan trọng nhất, hội viên mới, nhất định phải tìm hội viên mới, như vậy có thể tiết kiệm được rất nhiều kim tệ, những người có đủ khả năng đổi những vật phẩm này đều bắt đầu tính toán, lúc này, đầu óc của bọn họ như CPU, hoạt động hết công suất để tính toán làm sao bỏ ra chi phí thấp nhất mà có được vật phẩm tốt nhất, vậy mà phải tiêu 100 vạn kim tệ mới được tích điểm, không biết điểm tích lũy này là bao nhiêu, một số thế gia và tông môn thì khá lo lắng, dù sao túi tiền của bọn họ cũng không rủng rỉnh, họ không có thực lực như những thế lực lớn, có thể dễ dàng bỏ ra vài ức kim tệ, hay hoạt động lần này không có duyên với chúng ta rồi, chúng ta chỉ có thể đứng nhìn những người của các thế lực lớn kia hưởng thụ thôi, đúng vậy, trước kia đã có người nói sau này vật phẩm trong cửa hàng chắc chắn sẽ ngày càng cao cấp, dần dần sẽ không còn phù hợp với những thế lực nhỏ như chúng ta nữa, tuy rằng bây giờ đã mở khóa rất nhiều vật phẩm cấp thấp, thấp, nhưng những thứ khiến người ta thèm muốn thì chúng ta lại không có duyên, nếu chúng ta muốn mua những loại đan dược, vũ khí, võ kỹ quý giá thì phải gia nhập vào những thế lực lớn kia, mọi người đều nhỏ giọng bàn tán, những người thuộc tầng lớp thấp này không cảm thấy vui vẻ gì mấy đối với hoạt động lần này, dù sao, tiêu 100 vạn kim tệ mới được tích điểm. Đây là 100 vạn kim tệ chứ không phải 10 kim tệ hay 100 kim tệ, đối với đại đa số người mà nói, 100 vạn kim tệ là một con số xa vời, nhưng cũng có một số người đầu óc nhanh nhạy, họ không nghĩ như vậy, họ cho rằng trong đó có một cơ hội kinh doanh, ví dụ như vương bàn tử, khi, đó là vì các ngươi không nhìn thấy cơ hội kinh doanh trong đó thôi, lúc này, giọng nói đắc ý của vương bàn tử vang lên, cô, nói thế nào? Lão An và những người khác vây quanh vương bàn tử, muốn nghe xem hắn có cao kiến gì, vương bàn tử cười khẩy, xoa xoa bàn tay mập mạp của mình trước ngực, chẳng lẽ ngươi không thấy chỉ cần giới thiệu được một hội viên mới và hội viên mới đó tiêu 100 vạn kim tệ là có thể nhận được điểm tích lũy sao, Vương bàn tử cười gian xảo, Mọi người nghe mà không hiểu gì, Đúng vậy thì sao chứ, hiện tại, người của các thế lực lớn cơ bản đều có thể hội viên rồi. Còn những người không có thể hội viên thì đa phần đều. là thường dân không có thiên phú tu luyện võ đạo Cho dù ngươi có mời họ thì họ cũng không có tiền tiêu, chẳng phải cũng vô dụng sao, vậy thì sao? Cho dù ngươi có mời được hội viên mới, nhưng nếu họ không có tiền tiêu thì cũng như không mà. Có người khó hiểu nói, vương bàn tử tức đến mức mặt mày đen xì, đã nghĩ đến đây rồi, sao không chịu động não thêm chút nữa, vương bàn tử chỉ vào đầu người vừa nói, tức giận mắng, ngươi là heo à. Nếu đã biết người của các thế lực lớn đều có thể hội viên rồi, vậy để nhanh chóng tích điểm, họ sẽ làm gì, vừa nghe vương bàn tử nói vậy, có người lập tức hiểu ra lão an vỗ đầu một cái hưng phấn nói hắn đã hiểu ý của vương bàn tử rồi ta hiểu rồi ha ha ta hiểu rồi chúng ta chỉ cần thuê những người chưa làm thẻ hội viên giới thiệu cho mấy đại gia kia rồi ăn tiền hoa hồng từ đó hiện tại ngoài các thế lực trong thiên tần đế quốc nếu các thế lực lớn khác muốn lôi kéo hội viên mới thì vô cùng khó khăn ngoại trừ thiên tần đế quốc những thế lực khác muốn vào thiên tần đế quốc đều bị hạn chế số lượng không thể để võ giả của ngươi tùy tiện vào, cho dù ngươi có vào được, đến lúc đó xếp hàng cũng phải mất mấy ngày, nhưng nếu những người chưa làm thẻ hội viên này đều là người địa phương thì lại khác, họ có thể dựa vào chỗ ở của mình ở Thiên Ba Hồ để vào xếp hàng trước, như vậy sẽ không lãng phí thời gian, hơn nữa còn dễ quản lý hơn. Chỉ cần ngươi bỏ ra một chút phí giới thiệu là có thể nằm. Không mà tích điểm rồi, ha ha, ngươi cũng không ngốc lắm. Vương Bàn tử giơ ngón cái với lão An. Hi, đi, chúng ta đi tìm mấy thế lực Tây Đại Lục kia, bọn họ vì hạn chế số lượng người nên không tìm được nhiều người mới như vậy đâu, chúng ta sẽ giới thiệu người mới cho họ, chỉ cần giá cả hợp lý thì chắc chắn không thành vấn đề, cơ hội kiếm tiền này mà không kiếm thì phí quá, dù sao mũi nhỏ cũng là thịt, tuy rằng bây giờ vương bàn tử cũng có chút tiền, nhưng hắn cũng muốn thử làm ăn kiểu này một lần, ha ha, đi thôi. Sau đó, hai người khoác vai nhau đi tìm các thế lực lớn để thương lượng, còn việc họ có tìm được người chưa làm thẻ hội viên hay không ư, đùa à, chỉ cần ngươi lên tiếng, đừng nói một vạn người, cho dù mười vạn người, hắn cũng có thể tìm được cho ngươi trong vòng hai ngày, Dương Phong âm thầm quan sát tất cả, nghe thấy cuộc trò chuyện của Vương Bàn Tử, hắn kinh ngạc vô cùng, chật chật, mấy người này vậy mà nghĩ ra cả cách kiếm tiền này, đúng là ghê gớm thật, hai, bổn trưởng quỷ thì khác, chỉ có thể ở. Đây vất vả bị cái hệ thống thối tha này bóc lột, Dương Phong cố tình nói móc, rõ ràng là nói cho hệ thống nghe, hệ thống nghe thấy vậy bèn lên tiếng, ký chủ, ngươi cũng có thể đi làm mà, hệ thống ta có cấm ngươi đâu, Dương Phong khịt mũi coi thường, người như hắn còn cần mặt mũi, cần tiết tháo, sao có thể đi làm mấy chuyện tranh lợi ích với dân đen như vậy được, hắn kinh thường nói, hừ, bổn trưởng quỷ vẫn cần tiết tháo, không giống như hệ thống ngươi, không biết tiết tháo là cái gì, thế nhưng, hệ thống lại không cho là đúng, tiết tháo là cái gì? Có ăn được hay uống được không? Cần thứ đó làm gì? Dương trưởng quỹ đầu đầy hắc tuyến, hệ thống quả nhiên học hư, đây nhất định là do cửa hàng thăng cấp, khiến hệ thống biến thành bộ dáng tham lam này, cũng may ta vẫn là thiếu niên năm nào, không có một tia thay đổi, hệ thống quả nhiên học hư, bị một ít lợi ích hung tâm, bất quá bổn trưởng quỹ vẫn như lúc ban đầu, chỉ muốn làm một trưởng quỹ tốt an nhàn sung sướng, hệ thống ở chỗ sâu nhất thần hồn dương phong, Hiện ra hình dạng. Lúc này trên mặt hắn đeo kính trâm lớn, tay cầm một ly. Cà phê, trên mặt lộ ra nụ cười gian kế đã thành, ha ha, làm như vậy, tên ký chủ không đáng tin cậy này, chắc chắn sẽ cho rằng sau khi cửa hàng thăng cấp, bản hệ thống thay đổi là vì tham lam, cứ như vậy, tên ký chủ không đáng tin cậy này, chắc chắn sẽ không bám lấy bổn hệ thống không buông, hệ thống vừa rồi nói như vậy là cố ý, hắn muốn dời lực chú ý của Dương Phong khỏi mình nếu không sớm muộn gì cũng bị hắn nhìn ra hiện tại thì tốt rồi dương phong cho rằng lần này cửa hàng thăng cấp chỉ làm hệ thống thay đổi một chút suy nghĩ sẽ không nghĩ đến hệ thống hiện tại đã có hình dạng của riêng mình nếu để dương phong biết hết thảy chắc chắn sẽ lại bắt đầu suy nghĩ lung tung để có thể an ổn một chút hệ thống mới quyết định giấu dương phong chờ đến khi thời cơ chín mùi sẽ nói cho hắn biết tất cả thương dương nhìn tất cả mọi người và yêu thú đều cầm một tấm thẻ nhỏ xem hơn nữa còn nghị luận ầm ĩ khi thần thức của hắn muốn xem tấm thẻ này là thứ gì lại phát hiện thần thức của mình bị tấm thẻ này bắn ra căn bản không nhìn thấy tấm thẻ này rốt cuộc là cái gì cuối cùng thương dương thấy một du cũng lấy ra loại thẻ này xem vì vậy hắn liền đi đến bên cạnh một du một du đây là thứ gì tại sao mọi người đều lấy ra xem vậy thương dương nghiêng đầu nhìn tấm thẻ trong tay một du nhưng căn bản không nhìn ra nội dung trên tấm thẻ này, còn nữa, hoạt động là gì? Truyền thừa võ đạo là gì? Linh căn là gì? Đối với những chuyện mọi người đang thảo luận, Thương Dương cũng rất muốn biết, tuy rằng hắn chưa từng nghe qua những cái tên này, nhưng lần đầu tiên nghe được cảm thấy rất lợi hại, hắc hắc, cho ngươi xem sẽ biết. Một du cười hắc hắc, nhét thẻ hội viên của mình vào tay Thương Dương, sau khi thẻ hội viên lần trước thăng cấp, trừ khi ngươi nhìn thẳng vào thẻ hội viên, nếu không sẽ không nhìn thấy chữ trên thẻ hội viên, đây cũng là cách rất hữu hiệu để bảo đảm sự riêng tư của hội viên. Sau khi Thương Dương xem xong nội dung trên thẻ hội viên, cả người lập tức ngây ngẩn, cái này, cái này, cái này, hắn chưa từng nghĩ tới, trên thế gian này lại có thể có loại thẻ như vậy. Hắn không thể dùng ngôn ngữ nào để miêu tả tâm tình của mình lúc này, sự chấn động này đối với hắn thật sự quá lớn, một du nhìn Thương Dương vẻ mặt kinh ngạc, cười hắc hắc, hắc hắc cái này gọi là thẻ hội viên, chỉ cần một kim tệ là có thể làm, lúc này thương dương, đang trong kinh ngạc nên căn bản không nghe thấy một du nói gì, này, đừng ngây người nữa, lát nữa vào cửa hàng sẽ biết. Một du thật sự không còn cách nào, nhẹ nhàng đẩy hắn một cái, lúc này, thương dương mới tỉnh táo lại từ cơn chấn động, lúc này một du nghĩ tới điều gì, liền nhắc nhở thương dương, đúng rồi, sau này ngươi phải giống như hôm nay, xếp hàng vào cửa hàng, nếu không đến lúc đó bị đưa vào danh sách đen, ngươi sẽ không vào được cửa hàng và không dùng được bất cứ thứ gì của cửa hàng. một du có chút lo lắng, nếu mình không có ở đây, tên thương dương này sẽ không xếp hàng mà trực tiếp xông vào cửa hàng như vậy rất dễ gây ra hiểu lầm. đến lúc đó nếu bị đưa vào danh sách đen, thì hắn chỉ có nước khóc. thương dương không có ý kiến gì về việc xếp hàng, hắn cũng sẽ không giống một số người, chỉ vào mình có chút thực lực, có chút địa vị liền muốn làm đặc biệt không xếp hàng hắn không giống vậy, hắn là thánh vương, trong mắt những phàm nhân này, hắn chính là thần linh chí cao vô thượng, là cao thủ siêu cấp trong các vị thần linh, dù sao cũng phải giữ thể diện chứ. Mọi người đều xếp hàng vào, hắn đương nhiên. Không thể ngoại lệ, hơn nữa, nếu che ngang khiến vị tiền bối kia bất mãn, chẳng phải là tự chuốc lấy khổ sao, đến lúc đó nếu bị đánh một trận, mặt mũi thần linh này còn giữ được nữa hay không, nếu chỉ bị đánh một trận thì còn đỡ, nếu mất mạng, vậy thì quá oan uổng nói cho cùng thứ khiến thương dương ngoan ngoãn xếp hàng chính là sự sợ hãi của hắn đối với dương phong nếu là người khác bảo hắn xếp hàng e rằng tinh cầu này sẽ không còn tồn tại ngay khi thương dương chuẩn bị gật đầu đồng ý hắn thấy một người năm yêu thú không xếp hàng trực tiếp đi từ căn phòng nhỏ bên cạnh vào cửa hàng điều này làm hắn có chút khó hiểu chẳng phải đều phải xếp hàng vào sao tại sao mấy người bọn họ lại không cần thương dương nghĩ vậy liền hỏi một du vậy tại sao bọn họ có thể vào một người và năm yêu thú đó chính là tiểu lan tiểu tử cùng bốn mỹ nhân ngư xuân vũ vị huynh đài này ngươi là người mới tới phải không lúc này người xếp hàng phía sau thương dương lên tiếng thương dương quay đầu lại nói đúng vậy người này cười hắc hắc giải thích cho thương dương hắc hắc bọn họ đều là người của cửa hàng tuy rằng không phải nhân viên nhưng đều có quan hệ cả, bốn mỹ nhân ngư kia là do dương trưởng quỷ mời tới, tiểu lang và tiểu tử tiền bối là đạo lữ của bạch gia phi gia, bọn họ khác chúng ta về bản chất, nghe đến đây, thương dương cũng coi như đã hiểu rõ tình huống của một người năm yêu thú vừa rồi, lúc mới tới, một du đã nói cho thương dương biết những thành viên trong cửa hàng, vì vậy, hắn cũng biết bạch gia và phi gia là yêu sủng của dương trưởng quỷ, nhưng càng như vậy, hắn càng không phục, tại sao chứ, tại sao bọn họ không cần tuân thủ quy tắc còn hắn đường đường là thần linh lại phải xếp hàng cùng những phàm nhân này nhưng bọn họ không phải là không tuân thủ quy tắc xếp hàng sao thương dương có chút bất mãn nói người phía sau hắn nhìn thương dương vẻ mặt không cam lòng lộ ra ánh mắt khinh thường cứ tưởng người có thể ở cùng một du đại lão cũng là một siêu cấp cường giả không ngờ tên này đầu óc có vấn đề đúng là đồ ngu ngốc người này cười lạnh một tiếng nói hừ hừ dương trưởng quỷ cũng đâu bảo bọn họ phải tuân thủ quy tắc xếp hàng, sao, ngươi có ý kiến, có ý kiến thì đi nói với dương trưởng quỷ, hắn sẽ nói cho ngươi biết, mẹ kiếp, có ý kiến cũng phải nhịn cho. Bổn trưởng quỷ, thương dương, thương dương cạn lời, đã nói như vậy rồi, hắn còn biết nói gì nữa, mà đúng lúc này, tiếng chuông của cửa hàng vang lên, sau khi tiếng chuông vang lên, mọi người chậm rãi đi vào cửa hàng, Mục Du và Thương Dương cũng đi theo dòng người vào cửa hàng, bởi vì bọn họ đi làm thẻ hội viên, hàng người liền có vẻ rất ít, chẳng mấy chốc đã vào được cửa hàng, vừa bước vào cửa hàng, thương dương liền phát hiện linh khí trong này nồng đậm hơn bên ngoài rất nhiều. Linh khí trong Cửa hàng này, quả nhiên nồng đậm hơn bên ngoài nhiều. Thương dương tự nói Lúc này một du hít hắn một cái, chỉ về phía núi non bộ, nói, hắc hắc, ngươi xem đó là cái gì, thương dương phản ứng lại, nhìn theo hướng tay một du chỉ, nhìn về phía núi non bộ lúc đầu thương dương rất tò mò một núi non bộ thì có gì ghê gớm cho dù nó được làm tinh xảo đến đâu chân thật đến đâu thì cũng chỉ là như vậy thôi nhưng khi hắn nhìn thấy lá sen ánh mắt liền không rời đi được nữa thần thức của hắn lại bị thứ giống như lá cây trước mắt này bắn ngược trở lại chuyện này không bình thường hắn là thánh vương cơ mà thần thức lại bị bắn ngược trở lại vậy lá cây này rốt cuộc là thứ gì đây là Thương Dương thu hồi ánh mắt khỏi lá cây của thánh nguyên chuyển sinh quả, tò mò nhìn một du, khóe miệng một du khẽ nhếch lên, thản nhiên nói, thánh nguyên chuyển sinh quả, đây chính là thánh nguyên chuyển sinh quả có thể khiến người ta chuyển sinh cùng ký ức. Thương Dương mở to hai mắt, quay đầu nhìn chầm chầm vào lá thánh nguyên chuyển sinh quả. Khó trách có thể bắn ngược ý thức của mình, hóa ra là loại đồ vật nghịch thiên này, hắc hắc, không tệ, không thể giả được, nhiều nhất 4 năm sẽ kết ra thánh nguyên chuyển sinh quả. Một du nói cho Thương Dương biết về chuyện thánh nguyên chuyển sinh quả mà hắn thám thính được. Thương Dương nghe xong, đi nhanh hai bước tới trước núi cao nước chảy, tỉ mỉ xem xét lá thánh nguyên chuyển sinh quả một phen. Khi hắn xem xét xong quay đầu lại, thấy được pho tượng Dương Phong cùng thế giới tinh thần trên pho tượng. Thương Dương chỉ vào thế giới. Tinh thần, hỏi, vậy cái kia lại là cái gì? Cái này gọi là thế giới tinh thần, trong mỗi một quả cầu đều có một không gian ta đã nói với ngươi về phong thần bản nó ở ngay bên trong quả cầu lóe lên ánh sáng màu cam một du báo cho thương dương biết tin tức đơn giản có liên quan đến thế giới tinh thần bất quá sau đó hắn lại nghĩ tới cái gì rất nghiêm túc mở miệng nói với thương dương chúng ta đã nói rồi ngươi không thể đoạt vị trí thứ nhất với ta ít nhất vào năm sau trước khi phong thần bản cập nhật ngươi cũng không thể đoạt vị trí của ta chỉ cần thương dương gia nhập hội viên năm sau muốn gia nhập bảng xếp hạng, vị trí thứ nhất chắc chắn là của hắn. cái này không được, vị trí thứ nhất bảng này ta ít nhất phải đợi một năm. trước tiên phải lấy được phần thưởng hư vô mờ mịt kia đã. lúc xếp hàng ở ngoài cửa hàng, mục du cũng đã nói với thương dương rồi, thương dương không thể tham gia xếp hạng trên thiên bản chiến lược trong năm nay. vị trí hạng nhất của bảng này ít nhất phải được công bố trong danh sách lần sau, ta phải chiếm cứ một vị trí trên bảng chờ sau khi ta lấy được phần thưởng của bản xếp hạng, thương dương mới có thể tham dự vào bản xếp hạng chiến lược thiên bản, ngươi yên tâm đi, ta không nhìn trúng những thứ này. Thương dương tỏ vẻ mình không có hứng thú đối với loại xếp hạng này, nhưng sau đó hắn biết được, một du đạt được ban thưởng kia, liền thay đổi ý nghĩ của mình, thật ra tiến vào loại bản danh sách này, làm một đại ca trên bản, cũng rất tốt, thuận tiện còn lấy được một vật phẩm nghịch thiên, quả thực là đắc ý, hắc hắc, vậy là được, chúng ta nhất ngôn cửu đỉnh, một du nghe xong lời cam đoan này của Thương Dương, hoàn toàn thở vào nhẹ nhõm. Chỉ cần Thương Dương không tới tham gia, vị trí đại ca trên. Bản của hắn vững như bàn thạch, bởi vì huyền không đảo không có mở ra, Thương Dương cũng không nhìn ra nguyên nhân, liền đem ánh mắt của mình đặt ở trên pho tượng Dương Phong, đây chính là pho tượng của Dương Trưởng Quỷ. Loại linh khí quỷ dị này, quả nhiên là từ trên pho tượng này phát ra, Bây giờ thương dương đối với đồ vật trong cửa hàng đều vô cùng tò mò, người này chính là dương trưởng quỷ sao. Quả nhiên một chút cũng nhìn không thấu, khi hai người đi tới quầy, ánh mắt thương dương bị dương phong ngồi trên ghế salon hấp dẫn, vừa mới bắt đầu hắn còn muốn thăm dò lai lịch của dương phong, kết quả nhìn một cái tịch mịch, cái gì cũng nhìn không ra, một du ở bên cạnh bị hành động này của thương dương làm cho giật nảy mình, toàn thân nổi da gà, mồ hôi lạnh không ngừng tú ra, thương đại gia của ta ơi, đừng nhìn lung tung, đến lúc đó chọc giận dương trưởng quỷ, ngươi xong đời, ngươi xong đời. Không sao, nhưng ngươi là do ta mang tới, đến lúc đó nếu ta bị liên lụy, ngươi nói có oan hay không, có một du nhắc nhở, cuối cùng thương dương thu ánh mắt về, đứng ở bên cạnh quầy hàng, một du cũng thở vào nhẹ nhõm, lau mồ hôi lạnh trên trán, cũng đi tới bên quầy, cười nói với triệu kính chi, triệu huynh đệ, đây là huynh đệ của ta, sau khi biết chuyện của dương trưởng quỷ, rất sùng bái dương trưởng quỷ liền muốn xuống cửa hàng chơi một chút ngươi làm cho hắn một tấm thẻ hội viên đi một du chỉ vào thương dương giới thiệu nói xong còn thả một đồng vàng lên trên quầy triệu kính chi nhìn thương dương cười nói hóa ra là người của thánh giới tốt không thành vấn đề thu lấy một kim tệ liền làm một tấm thẻ hội viên cho thương dương thương dương cầm thẻ hội viên trong tay triệu kính chi gật đầu nói đa tạ tiểu huynh đệ triệu kính chi nghe được lời này của thương dương sững sờ ở nơi đó một hồi lâu mới cười khổ trong lòng không nghĩ tới a à không nghĩ tới triệu kính chi ta đã lớn tuổi hôm nay thế mà bị người ta gọi là tiểu huynh đệ nhưng người ta nói cũng không sai người ta không biết sống bao lâu gọi mình một tiếng tiểu huynh đệ đã đủ cho mình mặt mũi nếu như dựa theo bối phận thực tế người ta chính là lão tổ tông của lão tổ tông ta một du mang theo thương dương đi về phía khu nghỉ ngơi của dương phong Dương trưởng quỷ khỏe chứ, đi tới bên ghế sofa, một du vô cùng cung kính thi lễ với Dương Phong, thương. Dương cũng thi lễ theo, Dương Phong ngẩng đầu liếc thương Dương một cái, dùng thông thiên linh nhãn nhìn tin tức của thương Dương, nhíu mày một cái, ồ, mới tới à, một du gật đầu, đúng vậy Dương trưởng quỷ, hắn gọi là thương Dương, là cấp trên bảo hắn xuống bái phỏng ngài. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.